Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai cho các con uống một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đức Kitô? Thật thề bảo các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bò rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mạnh lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, có một phóng viên đến thăm mẹ Teresa Canquita, và khi đến thăm thấy mẹ đang chăm sóc cho những người hấp hối, những người phong cùi. Và khi thấy mẹ đang làm những công việc ai cũng sợ, đó là lau rửa những vết thương đã ung mủ trên những bệnh nhân hôi hám, cúi xuống để mà tận tình chăm sóc cho họ, thì người phóng viên này nói với mẹ Teresa: nếu có ai cho con 1 triệu đô la, con cũng chẳng dám làm. Và mẹ đã trả lời một câu thật hay, nói lên cái lý do đức mến ở trong công việc của mẹ: tôi không làm vì tiền bạc, tôi làm vì nhìn thấy khuôn mặt Chúa Kitô đau khổ nơi anh chị em tôi. Lời Chúa ngày hôm nay trong cả hai bài đọc đều nói với chúng ta về sự sống. Trong bài phúc âm, chúng ta nghe thấy nói đến: ai cho các con uống một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đức Kitô, thì thầy bảo các con, kẻ đó không mất phần thưởng đâu. Tức là nói đến việc chăm sóc cho sự sống, cho uống một ly nước. Nhưng ngay sau đó Chúa lại nói đến sự sống theo cách khác: nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Và khi làm cớ vấp phạm thì ta đang hại đến sự sống trong tâm hồn của người đó. Rồi cả bài đọc 1, chúng ta nghe thấy có nhiều những cái dịp tội, những cái đánh mất sự sống mà nhiều khi ta không để ý. Hỡi những người giàu có, các người hãy than khóc kêu la, vì các tai họa sắp sáng xuống trên đầu các ngươi. Và Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã nói về những cái làm thiệt hại cho sự sống tâm hồn của các ngươi sẽ bị mục nát, áo quần các ngươi sẽ đã bị mối mọt gặm vàng bạc. Và chúng ta thấy những cái cám dỗ về đời sống thế tục làm cho người ta quên đi sự sống tâm hồn của mình. Rồi những tham lam trong việc trả công cho thợ, rồi tiếng gian lận, rồi sau đó là ăn uống say sưa. Tất cả những cái điều ta gọi là được nô đê trong cuộc sống thế tục này, nó làm cho ta đánh mất
cái sự sống tâm hồn lúc nào đó mà không biết đến. Rồi có một câu Chúa nói làm cho chúng ta cũng phải ngạc nhiên, đang nói về việc cho uống một ly nước rồi tránh dịp tội, đùng một cái Chúa chuyển đề: muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau. Đây là những cái nối kết, phải nói được là phải nghiên cứu Thánh Kinh ta mới hiểu được. Bởi vì trong sách Lê-vi nói về cái của lễ dân, thì luật Do Thái dạy các ngươi phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm các ngươi dâng tiến. Các ngươi không được để lễ phẩm các ngươi thiếu muối của giao ước Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi phải dâng muối cùng với mọi lễ tiến của các ngươi. Và khi Chúa nói các con hãy có muối trong mình mà sống hòa thuận với nhau, thì chúng ta thấy Chúa muốn nói chúng ta như là những người đã thuộc về Chúa, những người dâng mình cho Chúa thì phải có muối ở trong mình. Như trong luật Do Thái nói về lễ vật dâng Chúa, để mà được Chúa chấp nhận, các ngươi phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm các ngươi dâng tiến. Vậy thì muối đây nó là cái lòng mến, và thực sự cũng giống như lòng mến vậy. Hạt muối nó làm cho mọi thức ăn nó nên ngon, mà chẳng được ai để ý đến. Khi ta cho muối vào thực phẩm thì nó làm cho nó ngon ra. Đặc điểm thứ hai của muối là làm cho nó khỏi hư. Vậy thì lời Chúa vừa nói đến cho uống một ly nước, tức là tích cực, rồi sau đó lại nói đến tránh dịp tội. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thì cũng hợp với cái hạt muối. Hạt muối làm bổ dưỡng, nuôi dưỡng, đồng thời nó làm cho ngon. Và đồng thời muối cũng để cho thực phẩm được ướp muối thì khỏi phải hư đi. Và muối ở đây nói về lòng mến trong tâm hồn chúng ta. Mà thực là đúng như vậy. Một bữa ăn làm cho ngon nhưng mà quên bỏ muối thì làm sao? Ăn nó không ra làm sao cả. Cũng và đời sống của ta làm việc rất nhiều nhưng mà không có lòng mến thì chẳng có giá trị chút nào trước mặt Chúa. Và cái đặc điểm của muối đó là lòng, nó diễn tả lòng mến thật hay. Đó là muối bỏ vào thì nó biến tan ngay luôn, không ai thấy. Và có thể nói được trong bữa ăn thì chẳng bao giờ người ta nhắc đến muối cả. Đức mến nó cũng giống như vậy, tức là quên mình, tan biến mình đi, làm cho thức ăn ngon lên, làm cho thức ăn có chất bổ, nhưng mà không ai thấy, âm thầm phục vụ. Và đức mến nó cũng là giống như muối, làm cho món ăn ngon mà không ai thấy, không ai biết. Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho chúng ta về sự sống của tâm hồn, và mỗi người chúng ta là một của lễ dâng lên cho Chúa. Luật Do Thái ngày xưa, các ngươi phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm các ngươi dâng tiến, sách Lê-vi đoạn 2 câu 13, thì cũng là điều Chúa muốn nói với chúng ta: hãy có lòng mến trong mọi chi tiết của cuộc sống của mình, và lúc đó lễ dâng của chúng ta sẽ thực sự là đáng quý, đáng trọng. Và muối nó vừa làm cho bổ, vừa làm cho ngon, nhưng đồng thời cũng giữ cho thức ăn khỏi hư. Thì cũng như vậy, lòng mến nó làm cho từng việc làm nhỏ bé của chúng ta trở nên có giá trị trước mặt Chúa, và đồng thời cũng giữ lòng cho chúng, lòng chúng ta cho khỏi bị hư hỏng. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã sống yêu thương
và dạy cho chúng ta phải sống yêu thương để có lòng mến, hy sinh, bỏ mình, chịu thua thiệt là điều không thể thiếu. Xin cho chúng ta cũng sống câu Chúa dạy cho triệt để: ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Amen.